xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lưu Vũ Family Cuộc Sống ở Wichita tại Mỹ. Merry Christmas and Happy New Year. Lưu xin chúc các bạn một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và một năm mới nhiều sức khỏe và bình an nha. Bên mình bây giờ là ngày 24 tháng 12, mình mới vừa đi lễ từ 6:30 đến 7:30 và hiện giờ là 8:30 tối rồi. Cùng Lưu được đập hộp một đôi giày mà mình mới vừa order và mới về ngày hôm qua, một đôi giày boot của hiệu Tory Burch ha. Không chần chờ nữa, cùng review cùng với Lưu nha. Đây là cái thùng giày rất là to các bạn, và đây là cái hộp của em nó, mình mới khui ra để tiết kiệm thời gian. Và lúc nào Tory Burch cũng sẽ cho một cái túi như thế này để đựng đôi giày vào mùa hè nếu mà các bạn không mang nữa ha. Và đây là em nó các bạn. Em nó có hai màu các bạn, đó là màu đen. Màu đen và màu xanh rêu như thế này. Và màu xanh rêu, chỉ có màu xanh rêu mới có những cái đường vân và họa tiết cái hiệu của ký hiệu của hiệu Tory Burch ha. Và mình thích màu xanh lá cây, và khi thấy em này là mình tậu ngay. Màu đen thì nó sẽ không có cái đường viền như thế này. Và mình mang đôi size 6:30 và đây đúng là đúng size luôn. Mình xin lỗi các bạn, mình mang thử vào chiều hôm nay. Bên mình đã có tuyết cho nên những cái vệt trắng là tuyết đó các bạn. Và đây là size 6:30. Cái đế của nó thì hơi dày và nặng các bạn ha. Nhưng mà mình nghĩ là đế dày và nặng vì nó giữ ấm và tốt á, đi trên tuyết á, nhưng mà tương đối là nặng. Cái đế thì rất là nặng. Cái form thì rất là chắc. Và ở trong này nó giống như là bằng nhựa. Đây là giày made in Việt Nam nha các bạn nha. Made in Việt Nam, quê hương của chúng ta. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là made in Việt Nam. Và khi mà về mình rất là sợ là nó sẽ không vừa và nó nặng đó, vì mình mới cầm lên thôi. Nhưng mà khi mang thử thì rất là thích các bạn, vì nó rất là ấm luôn. Bên mình bây giờ hiện là 7 độ C, độ F, 7 độ F nha các bạn, rất là lạnh. Và đang có tuyết nữa. Và Lưu đã cao 1m50 thì cái bắp chân cũng không có to, nhưng mà cái phần đầu gối xuống cái cổ chân, từ cái mắt cá chân lên á, thì mình kiếm giày boot nó hơi khó, thì đa phần là giày boot nó sẽ cao lên tới đầu gối, nó sẽ bị cứng. Cho nên là khi về thì thấy em này hơi cao, sợ. Nhưng mà không sao các bạn, mang rất là thoải mái và mình có thể là kéo em nó xuống được. Bây giờ Lưu mang thử cho các bạn coi, rất là thoải mái luôn ha. Mình có một chiếc giớ bị kẹt trong này để mình lấy ra. Mình xin lỗi. Rồi, đây nếu mà các bạn mang giớ mỏng thì đây là giày đúng size luôn. Còn nếu mà các bạn muốn mang giớ dày hơn thì sẽ tăng lên nửa size nữa là 7, size số 7 ha. Lưu thì mang size số 6:30 và đúng size của mình luôn. Và đây là lúc mà mình không kéo lên các bạn, thì tương đối nó cũng không có khó khăn gì. Nhưng khi mà các bạn ngồi xuống á, thì nó sẽ bị cứng. Thì các bạn sẽ kéo em nó xuống như thế này. Đó, các bạn thấy ha, kéo nó xuống và cho phép mình mang luôn chiếc này luôn. Mang rất là dễ mang nha các bạn, rất là dễ mang. Mình chỉ sử dụng có một tay thôi đó. Rồi, rồi đây cho các bạn coi. Một bên á, bên đây á, bên phải thì là chưa có kéo xuống, và bên trái là đã kéo xuống rồi ha. Rất là thoải mái, cực kỳ ấm luôn các bạn, cực kỳ ấm. Hôm nay là 7 độ C bên mình. Mình xin lỗi, 7 độ F bên mình. Có tuyết nữa. Đó, các bạn sẽ kéo nó xuống. Đà. Form rất là chắc luôn các bạn. Tuy là nó hơi... cái đế thì nặng nha các bạn. Nhìn là các bạn sẽ thấy cái đế rất là nặng. Và ở đây nó sẽ có một cái chỗ để cho mình kéo xuống, adjust, là điều chỉnh cho nó chật vô. Và ở trên này cũng vậy các bạn. Nhưng mà Lưu thấy như vậy là ổn rồi. Thì các bạn muốn nếu mà có cổ chân hoặc có cái bắp chân nhỏ hơn Lưu á, thì các bạn có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với mình ha. Mang lúc mà chiều nay Lưu mang đi á, không phải mặc với cái đầm gì đâu các bạn. Xin lỗi, mình mới vừa đi lễ về. Lưu sẽ mặc với quần bó màu kem và một cái áo khoác cũng màu rêu luôn, màu jacket màu rêu, để cho nó mát chân. Thì đi ra đường ai cũng nhìn thấy các bạn. Chỉ có đôi màu xanh rêu này mới có cái họa tiết được Tory Burch thôi. Còn màu đen thì lại không có các bạn ha. Và đôi này thì Lưu mua ở trên website của nó luôn, Tory Burch, là 299 đồng hiện giờ. Và cộng thêm 15% off là mình mới đăng ký email đó. Thì sẽ xuống còn
200 mấy, cộng thuế nữa là đôi này mình nhớ là 278 đồng luôn thuế nha. Giá gốc của nó là gần 400 mấy đó các bạn, mình không nhớ nha. Nhưng mà nó đang hiện giờ nó đang sell xuống là 299 cộng 15% off. Vì mình là người đầu tiên đăng ký, không phải là mình là người mua đầu tiên đó, thì mình rất là hài lòng với cái món quà này dành cho mình luôn. Và khi về thì em nó được sử dụng ngay, vì bên mình hiện giờ đang là có tuyết, lạnh đến 7 độ F. Rất là nặng chắc, rất là ấm, cực kỳ ấm nha các bạn. Đó, mình thấy chưa có ai review bằng tiếng Việt về đôi em này, và cả tiếng Anh nữa, version tiếng Anh mình cũng chưa có thấy người ta review, cho nên mình xin phép được review cái này bằng tiếng Việt để các bạn nào ở Mỹ thì tạo cho mình một đôi để mang vào mùa tuyết ha. Cực kỳ ấm, và cái form này rất là ấm và dễ rửa luôn các bạn. Đây là cái da của nó đó, cho nên mình cực kỳ mình cứ hay dùng từ cực kỳ, rất là dễ rửa nha các bạn ha, dễ rửa nha. Rồi, một tí review cho các bạn coi về đôi giày như thế này. Size thì rất là chuẩn size luôn. Mình mang giày size 6.5 và đây là size 6.5, rất là chuẩn. Và nếu các bạn có thể muốn mang giày vớ ấm và dày hơn á, thì các bạn tăng lên một size nữa, đó là size số 7. Rồi, một tí review như vậy thôi, và chúc các bạn một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!